Hoa Lan Hà Nội xin chào mọi người nhé. Hôm nay em sẽ lên chương trình thanh lý cho mọi người những cái dòng hoa lan hồ điệp mini mà nó đang nở hơi nhiều ở bên em. Và em sẽ thanh lý rất là rẻ thôi. Số điện thoại đặt hàng bên em là 0974 702 106. Những cái màu hồ điệp mini nở nhiều thì nó có 5 màu như trên hình đây. Và em sẽ mix màu cho mọi người nhé, không chọn cụ thể màu nào đâu ạ. Để em bán giá rất là rẻ thôi. Tiện cho việc em đóng hàng thì em sẽ bán giá 45.000 một cây nhé. 45.000 một cây, bán từ 5 cây hoặc là 10 cây. Tiền ship một đơn hàng thì là 40.000. Đấy, hàng này là hàng nở nhiều em thanh lý nên là giá rất là rẻ rồi, em không bao ship được nhá. 40.000, 45.000 một cây. Gồm có màu tím này, màu hồng này, phấn này, cam mỡ gà này và màu vàng táo. Đấy, có 5 màu. Hoa thì nó đang nở khoảng 4 5 bông. Đấy, nở này rồi mình về mình chơi Tết hoặc là ghép chậu là đều rất là đẹp. Và em sẽ bán giá nó quá rẻ cho mọi người rồi, có 45.000 một cây thôi, 5 cây mix màu, 5 cây mix các màu là 225.000 cộng tiền ship, còn mà 10 cây ấy thì là 450 cộng với tiền ship nhá. Ship 40.000 thôi, ship toàn quốc 40.000 một đơn, ship hàng hoa thì em sẽ cố gắng ship nhanh cho mọi người để mọi người nhận được cây nó còn khỏe đẹp và có thể chơi Tết được. Thì tất cả những cái cây này nó chỉ hoa nó hơi bị nở nhiều một tí thôi, còn cái hình thức cây thì đều rất là đẹp nhá. Hình thức cây thì cây đều rất là khỏe đẹp. 5 màu như trên hình. Cây đang hơi nở nhiều một tí nhá. 45.000 một cây, giá nó quá rẻ rồi. Mình mua hàng thì cứ nói rõ cho em là mua hàng hoa nở nhiều nhá. 45.000. Đấy, để em biết em lựa cụ thể mặt hoa nào cho mọi người. Số điện thoại đặt hàng thì là 0974 702 106. Em có để dưới bài viết đấy ạ. Mọi người không gọi được thì có thể nhắn tin cho em. Đây, em cầm một số cây lên cho mọi người xem đây. Đây như cây hồng phấn này này. Đấy, nó đang nở bung hết bông rồi, còn một vài nụ thôi. Cây lá thì rất là khỏe nhé. Không chọn cụ thể màu nào đâu. Đây, đây là em bán giá rẻ rồi nên em sẽ mix các màu cho mọi người. Đó, đây là hồng công chúa này, cũng đang nở hơi nhiều một tí. Tím này, hay là cây cam này. Đấy, cây cam bông to nhá, nở nhiều. Lá nước các thứ đều rất là đẹp. Mình chơi xong mình có thể trồng lại thoải mái luôn. Đấy, mình chơi xong mình thoải mái có thể trồng lại luôn nhá. Hoặc là cái màu này cũng rất là sáng này. Màu vàng này cũng rất là sáng này. Đó. Bông rất là to, cây rất là đẹp này. Cây đẹp dễ khỏe. Mình chơi xong hoàn toàn có thể trồng lại sau Tết. Giá là 45.000 một cây thôi. 45.000 một cây. Và em sẽ mix màu như các màu ở trên hình, 5 cây 5 màu hoặc là 10 cây 10 màu nhá. Tiền ship toàn quốc thì là 40.000 một đơn. Và khi mọi người nhận hàng thì được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em. Em sẽ cố gắng gói ghém cẩn thận để cho nó bảo đảm cái bông hoa nhé.